Thời điểm này thì đã bắt đầu vào vụ lúa hè thu năm 2024 để ứng phó với nắng hạn khốc liệt như mấy tháng qua và phát huy bài học kinh nghiệm của mùa khô năm 2016-2020 thì nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã điều chỉnh lịch thời vụ để đảm bảo an toàn sản xuất cho người dân. Câu chuyện tại tỉnh Sóc Trăng. Thời điểm này năm trước, 13 công đất của ông Phúc lúa đã được khoảng 10 ngày tuổi, nhưng nay đất vẫn còn nước nẻ trên đồng. Sở dĩ chậm như vậy vì tình hình nắng hạn vẫn đang khốc liệt. Theo ông, xuống giống lúc này rất nguy hiểm vì giai đoạn đầu sức chống chịu của cây lúa rất kém. Phải đợi mưa mới bơm nước lên làm được, cho nó xả phèn đồ được chút đỉnh thì cũng đỡ. Chứ để không thôi mình làm gấp quá thì nguy hiểm, thất bại ạ. À. Theo lịch thời vụ của tỉnh Sóc Trăng, đến cuối tháng 5 sẽ xuống giống được 62% diện tích, tương đương 90.000 hectare. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, địa phương đã lùi lịch xuống giống để đảm bảo an toàn. Đối với những cái dùng mà không đảm bảo nguồn nước thì chúng tôi khuyến cáo bà con nên chậm cái xuống giống so với cái lịch thời vụ khoảng từ 20 đến 30 ngày. Hiện nhiều cánh đồng đang cài ải phơi đất đợi mưa xuống mới chuẩn bị các bước tiếp theo. Toàn tỉnh đã gieo xạ được hơn 35.000 ha ở những địa phương đảm bảo nguồn nước tưới, còn lại hơn 103.000 ha đang đợi mưa đều. Những ngày qua có xuất hiện một số cơn mưa trái mùa, thế nhưng lượng nước không lớn. Vì vậy, một số sông rạch hiện nay vẫn duy trì độ mặn từ 2 đến 3 phần ngàn. Việc bơm nước lên đồng là điều không khả thi. Người dân cần tuân thủ nghiêm những khuyến cáo của ngành chức năng và địa phương để tránh thiệt hại. Trên thực tế, do giá lúa cao và ổn định nên bà con ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ hè thu không theo khuyến cáo. Và như vậy, bà con đang đánh cược thành quả lao động, tài sản của mình với thời tiết.